vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trường Quay Tin. Các bạn thân mến, cùng trò chuyện với anh Đào ngày hôm nay là một vị khách mời rất là xinh đẹp mà anh Đào cũng không biết gọi như thế nào nữa, bởi vì cô ấy quá là đa tài, nữ diễn viên, người mẫu, nhà báo Ngọc Diệp. Thật ra tất cả những cái chức danh mà hồi nãy Đào vừa gọi cho chị Ngọc Diệp á, thì hầu như là Ngọc Diệp không có phải là chuyên nghiệp về một cái chức danh nào cả, một cái nghề nghiệp nào cả, nhưng mà đó là những cái công việc mà Ngọc Diệp đã từng làm. Ngọc Diệp rất là vui và hân hạnh khi được trò chuyện ở đây cùng quý vị khán giả. Chị Ngọc Diệp thân mến, trong số tất cả những công việc mà chị làm thì chắc chắn là khán giả biết đến mảng nghệ thuật là nhiều nhất. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho tất cả quý vị được biết là cơ duyên nào để chị đến với nghề nghệ thuật không ạ? Cái này Diệp cũng đã chia sẻ khá nhiều lần trên truyền thông rồi. Thật sự là xuất phát từ một cái thư viết cho báo Một Tiếng. Mình muốn là tặng sinh nhật mẹ bằng một vài cái mẫu truyện nhỏ, nhưng mà gửi tới 13-14 lần rồi không có được đăng. Mà không biết tại sao, tại vì lúc đó lớp 7, lớp 8 thì mình học giỏi văn á, cô giáo cũng hay khen mà kỳ quá, cho nên là đọc một cái bản tin của Một Tiếng và tuyển người mẫu câu lạc bộ xì tin, thì mình mới thử đưa một tấm hình để xem coi là địa chỉ có đúng hay không, thì không ngờ là 3 ngày sau là đã được gọi đến câu lạc bộ xì tin báo Một Tiếng để làm người mẫu bìa cho tờ báo. Thế là từ đó cơ duyên mở ra. Như vậy thì sau cái sự việc đó, chị có nghĩ là mình có duyên với nghệ thuật hơn là nghề viết lách không ạ? Thật ra thì Ngọc Diệp thích cả hai, không thể nào mà so sánh giữa hai cái công việc, nó hơi khác biệt nhau. Nhưng mà Diệp thấy mình may mắn bởi vì cũng là nghệ thuật và viết, thì đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của Ngọc Diệp, khiến cho Ngọc Diệp cảm thấy luôn luôn hạnh phúc và cuộc sống này rất là tươi đẹp. Và anh Đào muốn hỏi một câu bên lề một chút xíu. Ví dụ như là sau khi mà rất là nhiều lần gửi cái bài thơ đó đến cho 13 tòa soạn đúng không ạ? Không, 13 lần khác nhau, sửa đến, sửa tới, sửa lui cho báo Một Tiếng. Thật ra là muốn làm lén cho mẹ vui thôi, làm trước đó mấy tháng trời lận, nhưng mà cuối cùng thì cũng vào ở trong báo Một Tiếng và hỏi chú Nam Thanh, là lúc đó làm phó lúc đó chú Nam Thanh làm phó tổng biên tập, thì chú nói là con ơi, viết văn và viết báo nó hơi khác nhau, cái phong cách báo chí và một cách hành văn của con nó khác nhau, và mình từ đó thì bắt đầu mình ấp ủ sau này trở thành một người viết báo. Nói chung là mở ra những cái cơ duyên khác nhau, và tất cả đều liên quan đến nghệ thuật, đến đẹp và vui và cuộc sống. Nhìn chung thì câu chuyện của chị đã chứng minh được là chị rất là có duyên với nghệ thuật rồi. Nhưng mà chị có nghĩ rằng cái quyết định chuyển sang nghệ thuật là một quyết định đúng đắn không ạ? Từ đâu chuyển sang, chị vẫn là chị thôi và cũng chưa ngã hẳn vào một cái công việc nào cả. Nên chị nghĩ cuộc sống này khả năng của mỗi người chúng ta thì rất là đa dạng, rất là vô biên, phải dùng cái chữ đó. Và gần đây càng về sau thì Ngọc Diệp mới tin cái điều đó và chắc chắn là như vậy. Tại sao không làm nhiều thứ một lúc, tại sao mình không thử những cái thử thách khác nhau để hiểu mình hơn. Tất nhiên thì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm hay là một cái năng khiếu nào đó, nhưng mà Ngọc Diệp tin là bất kể là ai trong chúng ta thì cũng sẽ rất giỏi trong một việc, một điều gì. Chẳng hạn như là cô nội trợ thì rất giỏi trong việc chăm sóc nhà cửa, chẳng hạn vậy.